Tây Ban Nha và đương kim vô địch châu Âu Ý đều giành chiến thắng trong trận mở màn tại Euro 2024 và giờ thì họ sẽ đối đầu với nhau ở những lượt trận tiếp theo. Nhưng cả hai bên lại có những màn trình diễn khác nhau trong các lần chạm trán tương ứng. La Roja giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Croatia để khiến đối thủ của họ nhận thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay tại một giải đấu quốc tế lớn. Còn với Italia, họ đã phải nhận bàn thua ở giây thứ 23 sau khi Nesim Barami giúp Albania vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, hai bàn thắng trong vòng 5 phút của Bastoni Alessandro và Nicolo Barella đã giúp cho người Ý ngược dòng thành công để có khởi đầu thuận lợi tại Euro lần này. Kết quả trên cũng đồng nghĩa Azzurri đã giành chiến thắng trong trận mở màn ở 4 giải đấu lớn liên tiếp, gồm giải vô địch châu Âu và World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, và đội bóng áo thiên thanh sẽ tìm cách kéo dài niềm vui trước Tây Ban Nha. Người Ý trước đây thường dựa vào kinh nghiệm và bí quyết của Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci để đặt nền móng vững chắc cho thành công. Nhưng tại Euro 2024, Italia dựa nhiều vào sức trẻ, với đội hình trẻ thứ 6 tại giải đấu, trung bình 26,5 tuổi. Nhiều người đã nghi ngờ về việc lựa chọn nhân sự tham dự giải đấu của huấn luyện viên Luciano Spalletti, và việc bị Albania dẫn trước từ sớm lại càng có thêm lý do để những cổ động viên Italia đó thất vọng. Nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tỏa sáng, đặc biệt là ở Riccardo Calafiori, người đã góp công giúp Bologna giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới, và sau đó tỏa sáng trên trường quốc tế chỉ sau lần ra sân thứ 3 cho đội tuyển quốc gia. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha cũng có được cảm hứng thi đấu từ những người trẻ. Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử giải vô địch châu Âu khi đá chính trong trận gặp Croatia. Cầu thủ đang thi đấu cho Barca là người chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm đối phương với 6 lần, tạo ra nhiều cơ hội nhất với 3 lần và có một pha kiến tạo để giúp Dani Carvajal ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha trước Croatia. Bên cạnh sức trẻ, đội bóng xứ sở đấu bò cũng có những cái tên kinh nghiệm để dìu dắt những người đàn em. Alvaro Morata, người lần đầu tiên được mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia tại một giải đấu lớn, đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn, chỉ sau David Villa với 13 pha lập công. Nếu tính cụ thể hơn, trong lịch sử giải vô địch châu Âu, chỉ có Cristiano Ronaldo và Michel Platini ghi nhiều bàn thắng hơn Morata mà thôi, khi chân sút này có 7 pha lập công tại Euro. Dưới thời của Luis de la Fuente, đội tuyển Tây Ban Nha đã thi đấu linh hoạt hơn hẳn. Họ có thể cầm bóng ít hơn Croatia. Lần đầu tiên sau 136 trận đấu, họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ kể từ trận chung kết Euro 2008 với Đức, nhưng vẫn có được thắng lợi thuyết phục. Với cách chơi linh động và biến ảo đó, Rory cùng với những người đồng đội được kỳ vọng sẽ tiến xa ở kỳ Euro lần này. Đây sẽ là lần chạm trán thứ 11 giữa Tây Ban Nha và Ý tại một giải đấu lớn. Với 8 lần ở Euro và 3 lần ở World Cup, đây là một kỷ lục giữa hai quốc gia châu Âu. Đây cũng là giải đấu vô địch châu Âu thứ 5 liên tiếp đôi bên gặp nhau kể từ năm 2008, và đây cũng là một kỷ lục. Tuy nhiên, Ý chỉ thua 1 trong 10 trận đấu với Tây Ban Nha ở Euro và World Cup, với kết quả thắng 4 và hòa 5. Trận thua duy nhất đó là trận chung kết tại Euro 2012. Nhưng Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn trong những lần gặp Ý gần đây ở những trận đấu khác, khi thắng 2 lần chạm trán gần nhất đều ở Nations League. Tuy nhiên, Tây Ban Nha chưa bao giờ thắng 3 trận liên tiếp trước Azzurri. Trước trận đấu quan trọng này thì cả hai huấn luyện viên đều tỏ ra cực kỳ tôn trọng đối thủ. Ông Luis de la Fuente, huấn luyện viên Tây Ban Nha cho biết, Italia là đối thủ mạnh ở mọi giải đấu quốc tế. Tây Ban Nha và Ý là một trận đấu kinh điển, rất dễ trở thành trận chung kết. Họ có những cầu thủ tuyệt vời, một huấn luyện viên tuyệt vời và một nền văn hóa bóng đá thực sự. Họ là một trong những đội tuyển quốc gia vĩ đại. Tôi chắc chắn đây sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời và một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Luciano Spalletti của tuyển Ý chia sẻ, khi bạn chơi ở Euro, tất cả các trận đấu đều là trận chung kết, tất cả các trận đấu đều là duy nhất, tất cả các trận đấu đều đáng nhớ. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá giống như chúng tôi đã chơi với Albania và sẽ hy vọng vào chiến thắng ở trận đấu tiếp theo này. Bước vào trận đấu hấp dẫn bậc nhất của vòng bảng Euro 2024, máy tính đã đưa ra dự đoán Tây Ban Nha có cơ hội chiến thắng cao hơn với 46%, còn cơ hội chiến thắng của Italia là 24%.